căng thẳng thì các bạn sẽ thi trực tiếp trên lớp. Còn nếu mà tình hình Covid phức tạp thì có thể một là các bạn sẽ thi trực tuyến qua mạng, còn hai là các bạn sẽ làm tiểu luận và nộp, tiểu luận cá nhân và nộp. Thì các bạn lưu ý là dù hình thức là thi trực tuyến qua mạng hay là hình thức làm tiểu luận cá nhân nộp thì tất cả các bạn đều phải nộp đúng thời gian quy định. Tức nghĩa là cô sẽ gửi thông báo qua cho lớp, các bạn sẽ check mail và cô sẽ gửi thông báo cho lớp trưởng, lớp phó đó thì sẽ thông báo lại cho lớp. Và các bạn lưu ý nộp đúng thời hạn quy định, nếu cô quy định là ngày nào thì các bạn nộp đúng thời hạn. Nếu bạn nào nộp sau thời hạn quy định thì coi như là đã không tham gia bài thi cuối kỳ và không có điểm. Lưu ý nha. Cho nên là bài này nếu mà bài thi cuối kỳ thì các bạn sẽ là làm theo hình thức cá nhân. Cho nên là lưu ý là nộp bài theo đúng thời gian quy định. Ví dụ ngày cô quy định ngày nộp bài là ngày mùng 5 tháng 6 thì đúng ngày mùng 5 tháng 6, chậm nhất là 23 giờ đêm ngày 10 ngày mùng 5 tháng 6 chẳng hạn thì các bạn sẽ nộp bài, thì tất cả các bạn nộp bài. Không chấp nhận bất kỳ trường hợp lý do nào nộp trễ nha các bạn. Ví dụ cô sẽ cho các bạn nộp trước trong vòng khoảng 5 ngày. Thì các bạn có thể nộp sớm hơn, xong sớm lúc nào thì các bạn nộp lúc đó. Cho nên là không có bất kỳ lý do gì là nhà em không có mạng hay là mạng lag mà cô không có chấp nhận lý do đó nha. Tại vì cô sẽ cho các bạn là thời gian dư giả khoảng 4-5 ngày trước đó rồi. Cho nên lưu ý là bạn nào nộp trễ sau thời gian quy định thì coi như là đã không tham gia cái kỳ thi cuối kỳ. Đó. Rồi một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai các bạn cần lưu ý là cái hình thức gửi mail á. Gửi mail cái bài thi thì cô sẽ quy định cô sẽ gửi cái mail hướng dẫn cho các bạn và làm đúng theo cái quy định hướng dẫn, không gửi sai nha, để tránh thất lạc bài. Được chưa? Và ngày hôm nay thì đầu tiên là các bạn nhóm trưởng sẽ có cái nhiệm vụ cho cô, đó là các bạn sẽ tổng hợp lại bài từ bữa trước đến giờ. Các bạn phân ra này, cái bài đầu tiên là cái bài bây giờ mình sẽ tổng hợp lại trên file Word và vài bữa các bạn sẽ in và nộp nộp trên học cho cô để lưu trữ. Thì bây giờ các bạn sẽ chia thành hai file. Cái file đầu tiên là các bạn sẽ để là file bài thuyết trình, thì trong đó các bạn sẽ để cái bài Word và cái bài bài PowerPoint đó. PowerPoint đó các bạn chuyển thành PDF luôn, chuyển thành PDF thì một trang PDF khoảng tầm 3-4 slide cũng được, 4 đến 6 slide cũng được đó. Các bạn sẽ để thành cái file PDF và các bạn để phía sau cùng, ví dụ như là cái bài thuyết trình, cái nội dung Word thì các bạn đưa lên trên và sau thì các bạn sẽ để cái file PDF là một bài thứ nhất. Bài thứ hai là một cái bài tổng hợp tất cả những cái bài thực hành từ hôm bữa đến giờ, từ cái buổi đầu tiên đến cho cái buổi ngày hôm nay, thì các bạn sẽ tổng hợp thành một file Word luôn. Các bạn canh chỉnh form và các thứ các bạn canh chỉnh lại để các bạn để vài bữa các bạn sẽ in ra và các bạn nộp cho cô. Rồi các bạn có nhớ là cái đợt trước mà cô dặn các nhóm đó, là cái ngoài cái nội dung mà mỗi nhóm thuyết trình thì mỗi nhóm sẽ tìm cho cô một cái sai phạm đúng không? Về một cái công ty đó, về một cái scandal của một công ty nào đó trong quá trình kiểm toán. Trong quá khứ cô không biết là các nhóm đã làm hay chưa. Thì nhóm nào chưa làm thì các bạn bổ sung ngay trong tuần sau nha. Trong tuần sau là các bạn có bài đó cho cô rồi, các bạn cái bài đó thì các bạn in ra riêng thành một bài. Được chưa? Bây giờ các nhóm chỉnh lại form bài trước cho cô đã nè. Chỉnh lại tổng hợp lại bài thuyết trình thành một bài tổng hợp. Rồi bài tập thực hành chỉnh thành một bài tổng hợp. Sau đó là cô sẽ gửi cho các bạn xem cái điểm tạm thời chốt đến hôm nay của các bạn, điểm dư kỳ tạm thời chốt đến hôm nay của các bạn cho các bạn xem, rồi các bạn có ý kiến thắc mắc gì không thì mình sẽ trao đổi thêm. Cho nên bây giờ thì các bạn tạm thời thì các bạn chỉnh cái form đó trước cho cô đi, chỉnh lại thành một form, một bài thống nhất á, bài thực hành thành một bài, bài thuyết trình thành một bài, cái nội dung về cái bài sai phạm thành một bài. Bạn nào mà đợt trước mà có xin cô làm tiểu luận riêng á, mà vắng các bạn không tham gia thuyết trình được, các bạn có xin làm tiểu luận riêng đó, thì cũng nhắc các bạn là làm thành một bài và nộp trên cái Google Drive này cho cô luôn, tổng hợp luôn. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn tổng hợp lại trước đi, rồi các bạn gửi thành ba cái file tổng hợp đó, vài bữa là các bạn sẽ in lên và các bạn nộp in ra và các bạn nộp lên trên trên cái văn phòng khoa cho cô luôn. Bây giờ thì các bạn chỉnh form trước đi, rồi cô sẽ gửi điểm cho các bạn xem để các bạn đối chiếu.
Lưu ý một cái vấn đề nữa là vì sắp tới có khả năng là các bạn sẽ thi trực tuyến, thì không biết là thi trực tuyến hay là nộp tiểu luận, thì trường đang thống nhất, cho nên là tạm thời là để chắc chắn, để đảm bảo thì các bạn kiểm tra lại hết toàn bộ cái email trường của mình, tại vì nếu các bạn là nộp bài hay các bạn thi trực tuyến thì các bạn đều phải sử dụng, bắt buộc sử dụng email của trường là cái bắt buộc, cho nên những bạn nào đang gặp vấn đề về email trường hoặc là quên mật khẩu thì các bạn báo ngay, với các bạn lập một danh sách chung lại đưa cho lớp trưởng tổng hợp lại, rồi các bạn báo cho cô Điệp á, để cô Điệp ứng lại email hoặc là sau đó cho người chuyển lại email cho các bạn để kịp tham gia các buổi thi, chứ không thôi để đến lúc đó là các bạn mới kêu là cô email vô không được, và lúc đó cô cũng không có giải quyết được đâu đó, nên là tranh thủ bây giờ kiểm tra lại mail rồi các vấn đề về email luôn, coi nó có vấn đề gì không thì lập một danh sách rồi báo lại cho bên này, thì báo lại cho bạn Quang này, rồi Quang đưa lại cho lớp trưởng. Cái file chuyển thành PDF là cái file PowerPoint thuyết trình của các bạn á. Cái file PowerPoint thuyết trình của các bạn thì các bạn sẽ cái file PowerPoint thuyết trình của các bạn này các bạn đưa vô chuyển thành file PDF, xong rồi các bạn ráp với lại cái bài, mà thôi để cho các bạn dễ, các bạn khỏi ráp đi, các bạn để cái đó thành file PDF thôi, xong cái lúc mà các bạn in á thì các bạn đóng tập trung với lại cái phần mà Word, mà PowerPoint Word, nội dung Word thuyết trình á. Tức nghĩa là cái bài thuyết trình của các bạn sẽ có hai phần đúng không? Một là form rồi các bạn in ra bình thường rồi. Nhưng mà còn cái phần mà PowerPoint đó thì các bạn sẽ chuyển thành PDF, hoặc là các bạn không chuyển thành PDF, các bạn để nguyên PowerPoint vậy cũng được. Các bạn ra ngoài tiệm in rồi các bạn nhờ mấy anh photo, mấy anh in ấn á, mấy anh in dùng các bạn là ví dụ 6 slide hoặc là 4 slide một trang. Xong rồi đóng tập trung với lại cái phần mà nội dung Word trước đó, thì các bạn khỏi mất công các bạn chuyển qua PDF cũng được. Nhưng mà cái phần Word, nội dung Word là các bạn phải chỉnh lại nha, rồi các bạn làm cho cô một cái trang bìa ghi là bài thực hành hay là bài tiểu luận gì đó, rồi nhóm bao nhiêu, rồi tên các thành viên trong nhóm, rồi trang thứ hai sẽ là phần trăm, ví dụ như là phần trăm hoạt động của các thành viên trong nhóm. Còn bạn nào mà đợt mà không có thuyết trình mà xin cô làm tiểu luận thôi thì các bạn chỉ làm bài Word, các bạn nộp thôi, chứ các bạn không có cái bài thuyết trình thì các bạn không có làm file. Và đương nhiên thì cái bạn nào mà không tham gia được thuyết trình thì đương nhiên cái điểm của bạn sẽ không bằng mấy cái bạn mà có thuyết trình, nhưng mà các bạn sẽ có cái bài Word đó, các bạn bù vô thì các bạn chỉ cần in cái bài Word và nộp cho cô thôi. Bây giờ các bạn chỉnh form trước rồi các bạn gửi vô lại cái drive trước cho cô một bản mềm trước, rồi bữa sau các bạn sẽ in ra các bạn nộp trên lớp.